chào các bạn nha. Hôm nay mình có một cái ý kiến, cái này là ý kiến riêng của mình thôi. Mình muốn chia sẻ với các bạn về hiện tượng tuột view và tuột sub trong mấy ngày hôm nay. Thì nếu như mà có thiếu sót cái gì đó thì các bạn bổ sung thêm giùm mình ha, để tất cả anh em YouTuber đều có cái nhìn chung về cái cách làm YouTube, và chúng ta học hỏi lẫn nhau để cùng nhau phát triển ngành nghề YouTube. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mấy ngày hôm nay có một cái hiện tượng là tất cả các YouTuber đều bị tuột view, tuột sub mà không có ai biết lý do. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi mình đi tìm hiểu thì mình sẽ biết rằng là cái lượt view mà mình bị tụt á là do cái người xem cho mình á, cái người mà người ta xem á, người ta xem mất 1-2 phút rồi người ta comment vô, sau đó người ta thoát ra. Trong khi đó một cái bài á tới 7 phút, 10 phút hoặc là hơn thế nữa, nhưng mà mới xem có 1-2 phút rồi đã lật đặt comment rồi chạy ra. Thì như vậy cái comment đó nó không có chính xác vào cái nội dung của cái bài người ta, cho nên khi mà YouTube nó xem xét á, nó quét spam là nó quét bay cái view đó. Đó là về cái view ha. Còn về cái sub cũng vậy, khi mà mình vô mình xem xong rồi cái mình lật đặt, mình like, mình comment, giờ mình đăng ký, nhưng mà vì mình lật đặt mình xem vào cái nội dung á, mình không có xem sát cái nội dung cho nên mình comment nó chặt lắc à. Cái bài người ta nói về con mèo cái mình comment chó vô trong đó, bài người ta nói về chó cái comment mấy khỉ này vô, cho nên là YouTube nó quét sạch hết. Mặc dù là có đăng ký, có làm đủ nguyên bộ combo, nhưng nó quét bay luôn nguyên bộ combo đó luôn. Thành ra là mấy bữa nay á, là tất cả các YouTuber đều bị tụt view, tụt sub luôn, là tụt rất là nhiều. Bản thân mình cũng bị tụt, cho nên là mình muốn nói với lại các bạn rằng là xem một cái video là phải xem cho hết để biết được nội dung trong đó là cái gì, rồi lúc này mình comment vào nội dung chính của cái video đó, như vậy nó chính xác hơn và nó đạt được cái lượt thời gian xem. Rồi sau đó mình đăng ký vô, như vậy là cái nguyên bộ combo đăng ký kênh, view, comment là đều đạt. Còn nếu như mà mình làm mà mới chủ yếu là cái thời gian xem cái video xem ngắn quá, rồi lật đặt comment, lật đặt đăng ký rồi thoát ra ngoài, là như vậy YouTube nó quét hết. Ngoài ra còn có một cái lỗi khác, đó là do mời chào đi xem bài của mình, rồi nói là em để giày dép bên ngoài, nhờ anh qua nhà em trả giúp, hoặc là mình đã ghé bạn, nhờ bạn ghé nhà mình, hoặc là mời bạn ghé nhà mình chơi, ví dụ vậy. Tất cả những cái lời mời chào đó là bị YouTube nó quét cả hết, vì đó rõ ràng là một loại mời chào sub chéo chứ không phải là tương tác giữa kênh YouTube này và kênh YouTube kia. Nó được thể hiện bằng cái lượt xem, lượt giờ xem cho hết cái video của người ta. Kênh A xem cho kênh B là phải xem hết cái video đó và comment đúng vào trong cái nội dung chính của cái video đó, và kênh B ngược lại cũng xem hết cái video cho kênh A và sau đó comment đúng vào nội dung chính của kênh A. Thì như vậy á, cái lượt view, lượt comment và lượt sub sẽ đạt chất lượng. Cái này gọi là chất như nước cất luôn đó các bạn. Mấy khỉ nghe mình nói nó chạy mất tiêu quá trời. Không còn con nào đây. Rồi nó qua nó phá rồi, đi qua đây nữa coi. Rinh lên luôn. À khỉ nó phá rồi các bạn ơi. Dạ. Đó. Ngậm áo á. Rồi, đâu. Nó ngậm áo, ngậm quần. Giờ qua đây nó phá nhà luôn. Ôi giời ơi. Đây.
Mấy con khỉ nó nghe mình nói nó chui hết vô trong đây rồi. Thật ra là trời đang mưa các bạn. Trời đang mưa lâm râm. Rồi mấy ảnh chui vô trong đây, mấy ảnh giỡn luôn nè, núp mưa, núp đồ á. Đó. Rồi video mình đến đây là tạm ngừng nha các bạn. Nãy giờ là những cái ý kiến riêng của mình đã chia sẻ cho anh em YouTube để anh em xem mà tham khảo. Rồi nếu có gì thiếu sót thì anh em comment bổ sung thêm ha, để chúng ta cùng nhau phát triển. Rồi xin chào các bạn nha.